Sau 2 tuần nói lời chia tay, huấn luyện viên Chung Hae-seung và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ngồi lại với nhau để đàm phán việc đưa thuyền trưởng người Hàn Quốc ngồi lại ghế nóng nhà đương kim Á quân V-League. Việc này có thể khiến cho đội bóng thành phố mang tên Bác phải đón nhận sự chê trách của dư luận, nhưng chắc chắn đây là một nước đi có tính toán của họ. Nhưng mà 1.5 năm cầm quyền của huấn luyện viên Chung, các cầu thủ trong tay ông đã hồi sinh mạnh mẽ và đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên thành một thế lực tại V-League, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Huy Toàn. Công Phượng là mẫu cầu thủ không thích ngồi dự bị rồi vào sân giữa chừng. Cậu ấy thích đi bóng một mình, đến mệt rồi mới chuyền cho đồng đội. Với tôi, cả hai điều ấy đều không được. Lần này, tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn. Huấn luyện viên Chung Hae-seung từng nói thẳng trên một tờ báo tại Hàn Quốc khi đội bóng mới đem về chân sút 25 tuổi. Gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thất bại tại Incheon United và Suncheon, người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng sẽ sớm hòa nhập với đội bóng. Khi đến với nhà Á quân V-League, cầu thủ gốc Nghệ An như lột xác hoàn toàn và tỏa sáng mạnh mẽ trong màu áo mới. Sau thất bại trước Buriram United của Thái Lan tại vòng loại AFC Champions League, huấn luyện viên Chung Hae-seung đã thức tỉnh bản năng săn bàn của cầu thủ 25 tuổi tại AFC Cup. Trong 2 trận đấu tại vòng bảng giải đấu cấp độ châu lục, Công Phượng đã ghi 2 bàn thắng, giúp đại diện Việt Nam lên được 4 điểm. Tại V-League, cầu thủ trưởng thành từ Lào Hoàng Gia Lai cũng đã có 4 bàn thắng mùa này. Hiện tại, Công Phượng đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất mùa. Không nhận được nhiều cơ hội khi còn thi đấu cho Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng đã có dấu hiệu sa sút phong độ trước khi mùa giải 2020 bắt đầu. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, chính sai lầm của thủ môn trẻ đã khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để thua U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và bị loại vì xếp ở vị trí cuối bảng. Thế nhưng, về với Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tiến Dũng như đã tìm lại được chính mình ở thời điểm đỉnh cao phong độ trong màu áo của U23 Việt Nam. Mùa giải này, thủ môn gốc Thanh Hóa đã có thể cạnh tranh song phẳng với người đàn anh Thanh Thắng. Từ đầu mùa, Bùi Tiến Dũng đã được lựa chọn bắt chính trong 5 trận đấu ở mọi đấu trường. Đáng chú ý, trong trận đấu với SHB Đà Nẵng thuộc vòng 16 đội quốc gia 2020, ở phút 90, Bùi Tiến Dũng đã được huấn luyện viên Chung đưa vào sân thay Thanh Thắng để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Trong loạt đấu súng, thủ thành sinh năm 1997 xuất sắc cản vào 2 cú sút của Ismail Akiade và Thanh Hải, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến vòng tứ kết của giải. Là tuyển thủ quan trọng dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura ở đội tuyển Việt Nam, nhưng sau khi huấn luyện viên người Nhật Bản bị sa thải, cầu thủ sinh năm 1993 đã mất dần giá trị của mình do chấn thương. Chuyển sang câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu mùa, cặp đôi Huy Toàn, Công Phượng lại một lần nữa tái ngộ và tung hoành chung một màu áo. Mùa này, Huy Toàn đã có cho riêng mình một bàn thắng cùng một đường kiến tạo, đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu đội chủ sân Thống Nhất tiếp bóng tiếp theo, Công Phượng kiến tạo cho Huy Toàn ghi bàn. Sau đó một vòng, đến lượt Huy Toàn tung một chuyền cho Công Phượng trong thủng lưới Sông Lam Nghệ An. Số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là biến chê với người mổ cỏ. Nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chung Hae-seung ở trận đấu ngày hôm nay. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.